học tiếng Anh cùng bạn. Hello everybody, xin chào các bạn. À, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhau trong uh, bài học. Thì uh, chúng ta học về cái anh chàng uh, trông có vẻ là nam tính này và chúng ta sẽ vẫn tiếp tục học cái thì hiện tại đơn. Thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ học khác cái bài trước là bài trước chúng ta học I và you. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm he, she và it, tức là anh ấy, cô ấy và nó thì ba từ này chúng ta học rồi đúng không ạ trong Tobi rồi thế thì bây giờ chúng ta học tiếp nữa là về usually sometimes và never thì ba từ này ba từ mới luôn đúng không thì lộc sẽ che uh, tra từ cho các bạn các bạn sẽ thấy cái điều rất hay ở trong ba cái từ này từ mới thứ nhất ta sẽ có là từ usually ta có từ usually đây là một cái phó từ và nó có nghĩa là thường ngày sometimes uh, ấm âm á đó, âm ải, xăm à, thảm. thì chúng ta biết là tham là thời gian đúng không ạ? Tham là thời gian. À, từ xăm có nghĩa là một vài, một chút, một ít. thì xăm uh, tham ghép vào là có nghĩa là một vài lần. nhưng mà trong trường hợp này chúng ta có cái chữ s ở đuôi, chúng ta sẽ dịch nó là đôi khi hoặc là thi thoảng. tiếp theo ta có từ never vậy thì các bạn sẽ thấy cùng lộc ở đây, đó là chúng ta có, nó có nghĩa là thường ngày dường như là ngày nào cũng làm một cái việc gì đó yeah. có một việc gì mà ngày nào các bạn cũng làm không à, thì nó là thường ngày còn sam tham thì nó nó ít hơn cái tuần suất tần suất thực hành nó ít hơn thế như là có việc một số đôi khi vài ba ngày bạn mới làm có việc gì hai ba ngày bốn năm ngày bạn mới làm một lần không thì cái việc đấy nó gọi là sam tham à, đôi khi thì à, thi thoảng thi thoảng thỉnh thoảng tôi mới làm thế thì còn từ le vào là không bao giờ tôi làm những cái việc vỡ vẩn như thế, không bao giờ tôi làm những cái việc như thế, hành động như thế, đúng không? thì đấy là ba cái từ mà chúng ta cần phải học trong cái bài này. Cái bài này chúng nó là một cái bài viết và đọc. thì chúng tôi cho nó ra cái sáu cái bức tranh ở đây, bảy bức tranh ở đây. thì thứ nhất là vào lúc 6 giờ sáng là ông này ông thức dậy này. 7 sáu là bốn đi ăn sáng đọc báo. Đó. một giờ chiều thì ăn trưa, ăn chiều, ăn trưa đúng không? một giờ chiều mới ăn trưa. rồi 8 giờ chiều các bạn chắc là comeback quay về nhà đây. Đi về nhà. 8 giờ tối mới đi về nhà đây, rồi là 9 giờ tối mới thấy ngồi làm việc, học tập cái gì đó. Và 11 giờ đêm thì có thể là ăn đêm đó. Kaqueen 22 22 là 22 tuổi. And he is a computer millionaire. Anh ta là một tỷ phú ở computer, là một tỷ phú máy tính. He is the director of anh ta là giám đốc của cái, website uh, neststore 24 com chúng uh, ta thử tra cái cái này xem có không nhé trên mạng có trang web này là không thể truy cập được trang web này giờ nó không còn hoạt động nữa nó không còn hoạt động nữa netstore không có hoạt động thì uh, đây là một cái trang mà 24 hour 24 giờ shopping site một cái trang mua sắm ở trên mạng 24 giờ on the internet uh, 24 hours 24 hour shopping site on the internet Nếu ta phải nhớ đọc là Z nhá Bởi vì là internet nó chữ y đúng không This about his day Chúng ta hãy đọc về cái ngày của anh ta This about this day à, uh, about his day Look at the picture Chúng ta sẽ nhìn vào những cái bức tranh này Why the time Và viết cái thời gian à, anh này là một giám đốc, là một director, một giám đốc xem là cái uh, sinh hoạt của ông ấy như nào nhé. He gets up at 6 o'clock and he has a shower. À, 6 giờ sáng ông dậy tắm. Dậy gội đầu, tắm gội. He has breakfast. À, nhớ là ăn sáng vào lúc bao nhiêu? À, 6.30 a.m. He has breakfast at 6.45 a.m. 4.45 a.m. Và 6 giờ 45 phút sáng là ăn sáng đúng không ạ? breakfast là ăn sáng và ta nhìn thấy he phải đi với has Đó, đi he has thì cái từ has đây ta không dịch là có nữa mà từ has ta dịch là ăn hoặc là dùng bữa sáng đúng không dùng bữa ăn hay dùng bữa hay là có bữa sáng cũng vậy nhưng mà dịch dịch dùng bữa hoặc ăn nó sẽ hợp lý hơn rồi câu số 3 he về home ở đây ta con he về home vào lúc mấy giờ at Uh, trong những bức tranh này không có cái bức anh tranh nào về cái việc ông ấy rời khỏi nhà lúc mấy giờ cả đi làm lúc mấy giờ thì chúng ta phỏng đoán khoảng tầm uh, 8 giờ sáng đúng không? 7 giờ mới đọc báo đấy kia thì 8 giờ sáng mới đi làm nhỉ? Chúng ta thấy đấy là khoảng tầm 8 giờ sáng. And he go to work by taxi. Uh, tức là go to work by taxi tức là đi làm. Go to work đi đến chỗ làm nó quốc là đi làm by taxi bài từ bài nó bài taxi nó chưa xe taxi đúng không he had lunch a coca cola and sandwich in his office à, nó sẽ ăn và uống coca tại văn phòng luôn at one o'clock đúng không pm hoặc là hoặc là thức hoặc là thức o'clock hoặc là một giờ chiều thì là one O'clock PM hoặc uh, 1 PM Usually works late Anh ta thường xuyên và luôn luôn là đi muộn Usually works late Đúng không Chuyên gia đi muộn He needs work at uh, Anh ta rời công việc Needs work Rời khỏi công việc Vào lúc mấy giờ? At in the evening Vào lúc 8 giờ tối đúng không ạ? 8 PM Hoặc là Hoặc là 20 20 o'clock 20 giờ đúng không Câu 6. He sometimes buy a pizza and eats it at home. Anh ta luôn luôn mua pizza và ăn chúng tại nhà. He get home at. Anh ta về nhà vào lúc. À, ở đây có lẽ là 9 giờ uh, 30 thì về nhà. Đúng không? 9 giờ 30 về nhà. Thì ta sẽ nói là uh, 9.30 p.m. 9.30 p.m. Hoặc là 21, 21 giờ đúng không? 21 2130 đúng không? 2130 hoặc là 30 pm tùy các bạn đúng à, các bạn nói 9 giờ thì phải có chữ pm ở đằng sau để người ta biết đó là giờ chiều. He never goes out. Anh ta không bao giờ đi ra ngoài in the evening vào buổi tối. Nhớ là in the evening He works at his computer. Anh ta làm việc với cái máy tính. From to to từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 các bạn nhỉ. Thế là từ bao nhiêu? From 9:30 from 9:30 to 11:30 p.m. No, oh, 11:30 p.m. Hoặc là chúng ta đổi cái 9 thành 21, 21 giờ thì là 21:30 to 11 thành 23 giờ là 23 uh, 23 giờ là 23 and 30. Uh, 23 giờ 30 phút. And he goes to bed at midnight. Midnight là nửa đêm. Tức là 12 giờ đêm. 12 giờ đêm thì ta sẽ dùng từ số 12 là 12 pm, 12 pm hoặc là 24 o'clock. 24 o'clock, 24 giờ. 24 là 24 mà, đúng không? Rồi chúng ta sẽ nhìn với nhau ở trong cái bảng ngữ pháp. Bảng ngữ pháp này nó yêu cầu chúng ta là gạch chân những cái động từ từ trong câu 1 đến câu 8 này ta gạch chân những cái động từ đó. Thứ nhất là ví dụ như Đầu tiên nó gạch uh, get stuff và has Thì dưới này ta gạch has đúng không? Dưới này ta gạch need, đúng không Rồi là goes to work uh, Go thêm is Rồi chúng ta thấy là has Rồi là usually works Rồi là Buy Buy, mua Buy là mua Rồi là get home cũng là Get uh, home cũng là Get cũng là động từ Rồi go out, đi ra ngoài He works, đó. work là động từ làm. Rồi nó go, giờ này cũng là đi ngủ, go to bed. Thì chúng ta sẽ nhận thấy một điều đó là tất cả những cái từ này nó sẽ thêm S hoặc ES vào cuối. À uh, hoặc ES vào cuối bởi vì nó vướng phải cái ngôi he, ngôi she, ngôi it thì bắt buộc phải chia động từ. Phải chia động từ thêm S hoặc ES khi nó gặp he, she và it. Các bạn sẽ đồng lắng nghe cách đọc và cách phát âm của những cái từ này đã, cái từ các bạn gạch chân được đã. Nên goes, not goes, on an Nó thêm es hoặc thêm s Và nó đọc nó khác đi thì các bạn nghe đã. Rồi chốc nữa mình sẽ chốc mình sẽ nói với các bạn về cách chia động từ nha. TypeScript 6.5. 1. gets up. has a shower. 2. has breakfast. 3. Leaves home. Goes to work. 4. Has lunch. 5. Works late. Leaves work. 6. Buys. Eats. Gets home. 7. Goes out. works eight goes to bed Đấy các bạn thấy nó bật uh, S hoặc ES chưa? S hoặc ES. Uh, khi gặp ngôi hi này chúng ta phải thêm S hoặc ES vào câu để chúng ta vào cái động từ của câu. Khi chúng ta gặp cái ngôi hi xuất hiện trong cuộc sống uh, anh ấy cô ấy hoặc nó uh, he she it thì ta phải thêm cái S hoặc ES vào cái động từ để bật nó lên Đấy, người tây họ phức tạp như thế họ cứ bắt thêm thêm như thế tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn vào cái từ usually usually là 90% mươi phần trăm thường xuyên mà thế làm một cái gì đó tần suất hàng ngày đều làm thì usually sáu là 40 và forty percent còn làm bốn mươi phần trăm đúng không ạ thì là khi nào khi không đúng không ạ còn level là không bao giờ thì à, chúng ta sẽ tìm ba cái từ này Ở trong cái cột đỏ này à, Tìm thấy nó Tìm ba từ này Thế chúng ta sẽ tìm thấy à, câu 1 có không? Không có Câu 2 không có Câu 3 không có Câu 4 không luôn Câu 5 thì có usually à, Mãi câu 5 có usually Là luôn luôn đi làm muộn Câu 6 là có sometime Thỉnh thẳng anh ta mới mua thôi Cái pizza này thôi Còn câu 7 là never Không bao giờ anh ta đi ra ngoài Thì ra nó yêu cầu chúng ta lại lắng nghe ba cái từ này mà chúng ta tìm thấy. Tape script six point six. He usually works late. He sometimes buys a pizza. He never goes out in the evening. Rồi cắm. Okay, rất là dễ thôi đúng không? À. He usually works late. He sometimes buys a pizza. He sometimes buys a pizza. He never goes out. Rất dễ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học với nhau những cái phần bài tập ở dưới này rồi cuối cùng là sẽ cho các bạn cái ngữ pháp nhé. Chúng ta sẽ có questions and negatives. Đó là bây giờ chúng ta sẽ học cái phần về câu hỏi và câu phủ định. Thì ừ, câu hỏi và câu phủ nhận thì trước các bạn đã làm quen với câu hỏi và câu phủ nhận của động từ to be rồi đúng không? thì hôm nay chúng ta sẽ học với động từ thường có thể hiện tại đơn. Chúng ta sẽ học đọc những câu hỏi ở đây. Read the question, complete the answer. thì what time does he get up? mấy giờ thì anh ra dậy? thì chúng ta sẽ nhìn thấy bây giờ không còn là do nữa mà chúng thành does đúng đi với he, she, it, ta sẽ đổi thành does. thế thì he uh, get up lúc mấy giờ đây? Uh, he gets up nó ta sẽ là get thêm s đúng không? get so. tương tự như vậy uh, when does he go to bed. Uh, when does he go to bed. Vào lúc mấy giờ thì anh ta đi ngủ? Thì khi hỏi là da, cứ he là ta sẽ hỏi da. Thì ta sẽ gọi là he goes đúng không? He go thêm es he goes. Đó, uh, he goes. à uh, thêm es. Nó thêm cái từ này go es đúng không? Tương tự như vậy ta có does He go to work Work là thêm work as thôi đúng không? Does he have a lunch in the restaurant? anh ta trả lại No, he doesn't Does he go Does he go to work by taxi Anh ta đi làm by taxi phải không Ta trả lại Yes, he does Đấy các bạn trả lời Yes, he does Còn trước là ta trả lời Yes, I do đúng không? Bây giờ là Yes, he does Rồi câu 4 nó sẽ là Does he have a lunch in the restaurant thì no, he doesn't. Vậy là da not sẽ viết thành đa dần. Anh ta có đi ra ngoài buổi tối không? No, he doesn't. Ta chép lại từ đa dần bên dưới vào đây. Thì chúng ta sẽ nhìn vào gamma support đây thì chúng ta hiểu luôn. Thì bình thường đúng không ạ? Khi gặp ngôi hy it ta sẽ phải thêm s vào sau động từ. Thì get sẽ thành get Từ do cũng vậy, từ do thì không thể thêm s được mà phải từ do phải thêm is s, phải thêm hai chữ e và chữ s. Thì what time does she get up? hai chữ is và s thế cho nên nó sẽ thành là what time does he? thì cái câu hỏi what time ta học rồi what time là hỏi thời gian nếu khi hỏi what time là sẽ hỏi thời gian thôi còn nếu như một câu bình thường đúng không một câu bình thường thế còn câu bên dưới cùng câu thứ ba nó là he doesn't get up net Để doesn't nó chính là no he doesn't đây thì doesn't nó chính là no he doesn't đây thì các bạn cứ hỏi là doesn't nó là gì doesn't nó là does cộng với not cái từ do ta phải phát đoạn thêm es Khi thêm es vào rồi ta sẽ học là does là Do um, Does không? khi à, Nhưng mà khi mà muốn phủ nhận Muốn phủ nhận Ví dụ phủ nhận là anh ta không có dạy muộn Get up late anh ta không có dạy muộn đâu Thì chúng ta phải nói là uh, does not nhưng mà nói does not nó không 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 hay và nó không thuận tiện thì chúng ta gọi là does đúng không? đỡ phải nói là does not mà does luôn Hiểu không? không nhỉ? đấy thì nó dễ cho các bạn nó này dần có nghĩa là không không và nó chỉ đi với he say thôi đúng không sau này does he get up early anh ta dậy sớm phải không à, thì ta trả lời yes he da à, yes, chúng ta chẳng nói, yes he chúng ta trả lời yes he nó là yes đi với chủ ngữ đi với từ da và he suy tao phải đi với da chứ không đi với do đúng không thì does he have lunch at home anh ta có ăn cơm ở nhà không dài lâu no, thì he does not tức là hydrazin, diazot thì những thì hai câu trả lời này, tao gọi nó là câu trả lời ngắn, câu trả lời ngắn cho cái câu hỏi đa, uh, uh, cho câu hỏi does. bài 3 là chúng ta sẽ kết hợp một bạn, một người đọc phần bên câu hỏi, một người đọc câu trả lời. Uh, what time does he have breakfast? thì câu hỏi chúng ta là what time, nó what time thì chúng ta sẽ trả lời là vào thời gian như. Uh, S645 chẳng hạn đấy thì người ta sẽ trả lời nó đúng cái S645 cái nó hỏi what time what time does he have breakfast thì chúng ta thực hiện những câu này thôi các bạn có câu hỏi gọi là when when là khi nào các bạn ghi ngay nhá thì bạn ghi luôn là when là khi nào anh ta rời nhà khi nào anh ta ra khỏi nhà when does he leave home when does he leave home thì nó chúng ta trả lời là vào lúc nào cũng thì chúng ta cũng trả lời là at six o'clock hay là at eight o'clock vào lúc 6 giờ hay lúc 8 giờ sáng đó thì anh ta đang di chuyển khỏi nhà rồi ta sẽ có câu hỏi là does he go to work by bus thì ta trả lời là no he doesn't he go to work by he go to work by anh ta đi làm bởi by... he go to work by the taxi Where does he have lunch? À, anh ta sẽ ăn trưa ở đâu? Ăn bữa trưa ở đâu? Does he have lunch? Anh ta ăn bữa trưa ở đâu? Thì ta sẽ trả lời ăn ở, ở, nhà hay ăn ở office Tức là cái văn phòng của ông ấy à, Tuy như vậy Thì tương tự ta là bạn làm câu 6, 7 à, yeah, 5, 6, 7 Có usually work late Có nguyên nhân như vậy không? Thì cái bài này nó yêu cầu ông ta là hai bạn hỏi nhau cơ Đúng không? Thì Yeah, chúng ta uh, hiểu như vậy thôi. Còn các bạn có bạn bè thì chúng ta sẽ thực hành với nhau. Rồi phần uh, rồi phần tiếp theo là phần lắng nghe yeah, xem chúng ta đặt câu hỏi nói chuyện với nhau nó có giống như trong băng không. Yeah. Thì uh, các bạn có thêm đúng là da hi không? da hi không ấy ý thế. Thì uh, bây giờ chúng ta cứ lắng nghe thôi. Script 6.8 1. What time does he have breakfast? He has breakfast at 6.45. 2. When does he leave home? He leaves home at 7.15. 3. Does he go to work by bus? No, he doesn't. He goes to work by taxi. 4. Where does he have lunch? He has lunch in his office five does he usually work late yes he does six does he eat in a restaurant no he doesn't he sometimes buys a pizza and eats it at home seven what does he do in the evening he works at his computer. okay. thì các bạn nghe các đoạn hội thoại này vài ba lần à, còn không thì các bạn hãy uh, comment thì mình sẽ đưa đáp án cho các bạn để có, uh, đưa cái nội dung bài nghe cho các bạn để cho các bạn nghe à, thực ra thì nó nằm ở trong tám cái câu này thôi nằm à, trong tám cái câu này thôi rồi bây giờ ta sẽ sang phần grammar sports à, thì uh, hôm trước chúng ta học ai và you rồi ai và you thì nó đi với do nó do nhưng mà ở uh, cái thể bình thường nói chuyện bình thường thì nó không có do Tương tự như vậy He, she, is hay you, is, they, Thì cũng không cần phải đi với đa Không có đa ở cơ thể bình thường Không cần phải có đa Nhưng sang thể câu hỏi Và thể phủ nhận và Phủ định, phủ nhận Thì nó phải có don't Hoặc có đa Đa dần ừ. Có đôn hoặc có đa dần Đấy. Thì các bạn phải nhớ như vậy Thì các bạn điền tiếp vào đây Điền cho đầy đủ vào đây quốc Work này cũng không thêm S đúng không? Nhưng work này sẽ thêm S này hai cái work we say này cũng không thêm s. À, còn we say này cũng đi với đu Rồi bây giờ à, chúng ta sẽ dành khoảng tầm vài phút để à, học về cái thì hiện tại đơn nhé, với chủ ngữ he s Thì hiện tại đơn với cái chủ ngữ he s nhá thì ta sẽ có là chủ ngữ he s sẽ đi với một cái động từ thêm s, một cái verb s. Khi à, bình thường, còn khi mà nó phủ nhận thì he s này sẽ đi với cái das à, từ das các bạn phải nhớ history sẽ đi với từ da. Còn khi mà muốn hỏi thì chúng ta sẽ dùng das đảo lên đầu để cộng với cái history. Thì nói chung các bạn học tiếng thì các bạn phải thuộc cái cấu trúc à, nói luyện và hiểu nghĩa chứ còn các bạn chỉ học cái ngữ pháp như này thì nó dành cái công thức. À, nó thành công thức thì chúng nó không ra cái gì ạ. Đây là thể khẳng định, Ở đây là thể phủ định khẳng công nhận và phủ nhận và đây là khi chúng ta đặt một câu hỏi thì khi câu hỏi này đặt xong thì ta trả lời là no no sau đó là sẽ có chủ ngữ đi với đa tức là không thì đi với đa dần đa not Đúng không? còn is thì ta sẽ đi cái chủ ngữ chủ ngữ là he see đấy chủ ngữ he này này thì nó sẽ cộng với cái từ cái đa nó sẽ cộng với cái đa thôi thì mình nghĩ là các bạn có thể hiểu được, mình nghĩ là các bạn có thể hiểu được. thế là đơn giản nữa, khi ít thì nó đi với da, thế còn iu dây thì đi với đu, iu dây thì đi với đu, ta có iu dây thì với đu, sẽ có i là tôi, đúng không? You là bạn, We là chúng ta, dây là họ, dây là họ, thì cộng với đu đi với do. Đấy, còn câu hỏi thì hả? Câu hỏi thì do được đảo lên đầu. Còn à, phủ định thì ta sẽ đi với do, do not. Do not à, gọi tắt là don't đúng không ạ? Đây là cái bài lần trước. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học thêm một cái kiến thức nữa. Thì à, bây giờ chúng ta sẽ để ý kỹ vào cái phần này. Ừ. Cách chia động từ. À, cách thêm S hoặc ES. Lúc nào thêm S, lúc nào thêm ES? Thì à, đôi khi thì các bạn học thì chúng ta nên học thuộc và chúng ta nên làm quen với tiếng Anh tốt hơn là cố gắng hiểu và ghi nhớ những cái công thức như thế này thì khi nào các bạn cần phải làm một cái bài thi và kiểm tra mà nó bắt các bạn phải ghi nhớ như thế này thì chúng ta mới nhớ thôi thế còn bình thường thì chúng ta chỉ chép để hiểu đã thì từ go kết thúc bằng chữ o nên phải thêm chữ es tương tự như vậy cho nên nó sẽ có những cái chữ sau phải thêm es là chữ có tận cùng là o là x là sh là ss là ch năm cái chữ này thì à, thì năm cái chữ cái này ví dụ cứ một từ nào kết thúc có năm chữ cái này, một trong năm chữ cái này thì phải thêm cái chữ es vào cuối. Ví dụ teach à, có chữ sh ch là cuối cùng thì es phải được thêm vào tinh tiện từ fix, có nghĩa là rửa. từ fix, có nghĩa là sửa chữa một cái gì đó. thì ta sẽ thêm fix es. nhưng mà brush brush là chải răng, hay chải cái gì đó. thì ta sẽ thêm es thành brush at". rồi, đấy là chúng ta nhớ x, o, sh, ss và ch, thì sẽ thêm es. thì với những động từ tận cùng bằng đôi y dài. chúng ta sẽ có những từ tận cùng bằng đôi y dài nhé. nếu như trước cái từ y dài này, là một phụ âm thì ta phải bỏ y dài và thêm ies nói chung là ta đổi y dài thành y ngắn ví dụ ta có từ fly là bay fly là bay thì ta sẽ đổi y dài thành y ngắn rồi mới thêm es à. hay còn gọi là ta bỏ cái y dài đi để thêm ies Đấy, đó là như vậy tương tự như queries studies đúng không? Ạ? hay là hurry hay là hurry 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 là nhanh lên đúng không? Đấy, à, ví dụ vậy vì uh, những cái từ này ta phải ta phải biến cái y dài thành cái y ngắn đã. ta phải đổi cái y dài thành y ngắn thế còn cái từ say từ say cũng có cái chữ y dài thế nhưng chúng ta không phải đổi cái từ y dài thành y ngắn làm gì và ta vẫn viết là say thêm s cái điểm đặc biệt có cái từ y dài mà trước y dài là năm nguyên âm a i o u Đấy, về ngoài thì chúng ta phải một nguyên âm kết thúc bằng y dài thì ta chỉ thêm s thì nó chính là nó chính là cái phần nó chính là phần ngược lại của nguyên tắc thứ hai, ta nói rồi. Nguyên tắc số 4 là đa số các động từ ta đều thêm s không thôi. Đa phần là đều thêm s. Đa phần, các bạn ghi đa phần là tất tần tật tất cả đa phần là thêm s ngoài những cái trường hợp thêm es với ies thôi. Thế còn trường hợp mà chúng ta không cần phải thêm s hoặc is mà ta phải biến nó thành một từ khác ví dụ từ he từ he sang he thì ta phải bị biến nó sang một cái từ khác thì cái này nó không có quy tắc nó không thuộc trong phạm vi quy tắc s hoặc is nên ta sẽ biến nó như này thế vậy thì các bạn sẽ ghi và chép lại thì bài này nó sẽ kết thúc ở đây và chương từ sẽ kết thúc ở đây à, các bạn có gì không hiểu hay là có vấn đề gì các bạn comment nhé và đặt câu hỏi nhé rồi hẹn gặp lại các bạn ở bài sau goodbye see at that's it